Kazumi Sawatari, anh ta là chủ nông trại tại vùng đất Hokuto, cũng là người sau này sẽ trở thành Kamen Rider Gree ở Hokuto. Anh ta cùng Akaba, Aoba và Kiba, cả ba người cùng nhau phát triển trang trại của gia đình Kazumi. Thảm họa Skyward đã xảy ra, nó ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nông nghiệp. Đất tại gia đình Kazumi bị ảnh hưởng trầm trọng, khiến chúng không thể nào trồng trọt. Việc kinh doanh của gia đình anh cũng từ đây mà sa sút không phanh. Nhưng thay vì đuổi việc ba người nông dân tốt bụng, anh đã quyết định dùng tất cả những gì còn lại để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần cạn kiệt, anh không thể nào xoay sở được nên đành phải đưa bản thân mình vào thí nghiệm của tổ chức FOL, đưa bản thân vào vùng nguy hiểm và trở thành một chiến binh, một Kamen Rider đại diện cho vùng đất Hokuto. Được nhá hàng rất nhiều trong series của Bill, là người dẫn đầu của cuộc tiến quân tại vùng đất Hokuto vào Toto nhằm xâm chiếm vùng đất của Bill. Một mình anh ấy phá tan hàng phòng thủ tại Toto, xâm nhập nơi này một cách không thể nào đơn giản hơn với sức mạnh từ Scrap Driver. Nhân dạng của anh đã từng xuất hiện khi giúp Banjo tiêu diệt một tên Smug duy nhất bằng một cú đấm được kích hoạt từ helicopter Full Bottle. Tính cách của Kazumi ảnh hưởng phần nhiều dựa trên Scrap Driver. Do anh ta bản chất là một người nông dân chân chất nên không thể nào mang trong mình sự tàn bạo và cuồng loạn như hình dạng Commander Kree của anh ấy. Bản chất có thể bị thay đổi bởi sức mạnh từ Hazard. Anh luôn muốn tìm kiếm một đối thủ thật sự xứng tâm, vô cùng tàn nhẫn trong những trận chiến, không có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Điều duy nhất làm anh phải bận tâm là những người dân thường. Anh sẽ không bao giờ tấn công họ nếu họ không ngăn cản bước tiến của anh.